Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, những năm qua ngành thuế đã liên tục chuyển động, cải cách để thay đổi diện mạo, hướng tới hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với người nộp thuế. Sự đổi mới của ngành đến thời điểm này đã chính thức được ghi nhận một cách tích cực, không chỉ bởi các tổ chức quốc tế mà còn ở chính cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 cho thấy kết quả đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế là 7,79 điểm, tương đương gần 78%, tăng 3 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát năm 2016 và tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2014. Song bên cạnh đó, điều mà các doanh nghiệp quan tâm là một chính sách thuế phải thực sự thu hút và minh bạch, tạo thuận lợi thông thoáng cho doanh nghiệp. Vậy Việt Nam cần làm gì để có thể hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa các thủ tục về thuế? Tất cả những nội dung trên sẽ được đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này. Nhưng trước tiên mời quý vị theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Với 5 chỉ tiêu đo lường thể hiện theo mức độ đánh giá từ hoàn toàn đồng ý, đồng ý, không đồng ý đến hoàn toàn không đồng ý. Tương tự kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính thuế mà VCCI đã triển khai từ năm 2016 trở lại đây. Việc tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính thuế được hầu hết các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết việc tiếp cận thông tin là thuận lợi. Cụ thể, có tới 90% doanh nghiệp đồng ý, hoàn toàn đồng ý với nhận định về thông tin thủ tục hành chính thuế là có sẵn, dễ tìm, cao hơn 3 điểm phần trăm so với năm 2016. Tương tự, 88% doanh nghiệp cho biết các biểu mẫu thủ tục hành chính dễ điền, cao hơn so với trị giá 85% của 2 năm trước đó. 88% doanh nghiệp đồng ý rằng thông tin cung cấp là thống nhất. Tỷ lệ này tương đương so với kết quả năm 2016. Nhận định về thông tin thủ tục hành chính thuế đơn giản dễ hiểu có tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý, hoàn toàn đồng ý thống nhất, nhưng vẫn có tới 77% doanh nghiệp có đánh giá tích cực, cao hơn 7 điểm phần trăm so với kết quả tương ứng của năm 2016. Đánh giá của các doanh nghiệp ở những khu vực địa lý khác nhau về tiếp cận thông tin thủ tục hành chính thuế thì các doanh nghiệp cho rằng các biểu mẫu thủ tục hành chính dễ điền là nhận được đánh giá tích cực nhất từ doanh nghiệp trên toàn quốc. Với tỷ lệ đạt tối thiểu 85% tại thành phố Hồ Chí Minh, tối đa đạt 95% tại vùng miền núi phía Bắc. Nhận định thông tin đơn giản, dễ hiểu, có ít doanh nghiệp đồng tình nhất và cũng là nhận định có sự khác biệt lớn nhất giữa các doanh nghiệp ở các vùng miền với biên độ chênh lệch 17%. Kết quả này cho thấy ngành thuế cần có các cách thức trình bày thông tin dễ hiểu hơn cho các doanh nghiệp như hệ thống hóa trực quan với các ví dụ cụ thể. Điều này giúp cho những doanh nghiệp vốn rất bận rộn thời gian có thể nhanh chóng nắm bắt và tuân thủ chính sách và thủ tục hành chính về thuế. Nhìn chung, việc hệ thống mẫu biểu thủ tục hành chính thuế được ổn định trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay đã góp phần tạo sự thuận lợi trong tiếp cận thông tin cho doanh nghiệp như đánh giá trong khảo sát. Hệ thống biểu mẫu ổn định giúp doanh nghiệp dễ thích ứng, tra cứu, tìm kiếm và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục thuế cần thiết. Khảo sát 2019 liệt kê 9 nghĩa vụ thuế cụ thể và đề nghị các doanh nghiệp đánh giá mức độ dễ dàng trong quá trình thực hiện, từ mức dễ, tương đối khó đến khó. Hầu hết các nghĩa vụ thuế được trên 80% doanh nghiệp đánh giá dễ, tương đối dễ thực hiện, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng 95%, thuế thu nhập doanh nghiệp 93%, thuế thu nhập cá nhân 87%, thuế sử dụng đất 86%. Thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu do hải quan quản lý có tỷ lệ doanh nghiệp dễ thực hiện thấp hơn cả. Ở mức xấp xỉ gần 20%, doanh nghiệp có khó khăn khi thực hiện. Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Tổng cục Thuế Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm cải cách, nhờ đó đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, tiết kiệm thời gian công sức cho doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và bước đầu đánh giá khá tốt. Mời quý vị đến với những ghi nhận ngay sau đây. Trong quá trình hội nhập toàn cầu hiện nay, việc cải cách hành chính là yêu cầu tất yếu khách quan. Cải cách hành chính thuế góp phần nâng cao môi trường cạnh tranh quốc gia. Kết quả như chúng ta đã biết, đầu tư nước ngoài liên tục tăng trong những năm qua. Cùng với đó là sự nhìn nhận đánh giá của các tổ chức xếp hạng trên thế giới như World Bank, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tạp chí Forbes, cũng là động lực của cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính thuế nói riêng. Bên cạnh đó, trong những năm qua, ngành thuế đã có nhiều nỗ lực và cố gắng thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đây cũng là việc làm nhằm thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.
không phải chỉ báo cáo của tổng cục thuế đâu mà là cái phản hồi của doanh nghiệp cũng là đến 97, 98, 99% các doanh nghiệp là bây giờ là khai thuế điện tử hết rồi, cho nên không có chuyện là các cơ quan thuế địa phương yêu cầu thêm bất kỳ thủ tục hồ sơ nào nữa. Cho nên cũng tất cả thông tin đấy thì đến bây giờ mới được Ngân hàng Thế giới ghi nhận. Thế và cũng nhờ cái việc khai thuế điện tử, khai thuế nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam xuống thì hơn 99%, cho nên là cái số lần nộp thuế nó đã tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm được một lần thôi. Cái số lần nộp thuế nó cũng giảm xuống, nhưng thứ hạng của Việt Nam tăng lên. Đáng chú ý, những dịch vụ thuế điện tử cung cấp cho doanh nghiệp như khai thuế, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử giúp doanh nghiệp giảm thời gian đi lại nộp hồ sơ, nộp tiền thuế. Thông tin khai nộp thuế của doanh nghiệp được lưu trên hệ thống của cơ quan thuế có thể được tra cứu lại dễ dàng, giúp giảm chi phí quản lý của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng không phải cung cấp lại thông tin cho cơ quan quản lý đối với những hồ sơ điện tử đã nộp tới cơ quan thuế. Tỷ lệ mà kê khai thuế điện tử hiện nay rất cao, gần 100%, 98-99%. Nhưng mà đáng chú ý hơn là cái tỷ lệ mà doanh nghiệp nộp thuế điện tử rất cao, 92%. Và hiện nay đang thí điểm về hoàn thuế điện tử. Thì như vậy là ngành thuế hiện nay đã khắc phục được cơ bản những vấn đề của ngành trước đây là cái việc quá rườm rà, quá phức tạp và xếp hàng khi quyết toán thuế. Thì hiện nay tình trạng đấy cơ bản đã được bãi bỏ. Thái độ phục vụ của cơ quan thuế hoặc là tiếp cận những cái thông tin về chính sách chế độ thì tốt hơn nhiều. Và đặc biệt cái tiêu thức cao nhất là tiếp xúc là thương mại điện tử đối với lại cái kê khai nộp thuế điện tử. Gần như tất cả các doanh nghiệp được khảo sát là 98% đều đánh giá là thực hiện cái kê khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử thì đều có tác động tích cực đến doanh nghiệp. Ghi nhận công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các dịch vụ thuế điện tử của ngành thuế, đại diện doanh nghiệp này cho rằng chưa bao giờ doanh nghiệp thực hiện pháp luật thuế lại được thuận lợi như bây giờ. Trước kia khi thực hiện thủ tục pháp luật thuế, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần và mất khá nhiều thời gian để nộp và điều chỉnh hồ sơ thuế. Đến nay, hầu hết những hoạt động như kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế đã được cơ quan thuế triển khai thực hiện bằng phương thức điện tử. Điều này đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong hoạt động ngành thuế trong thời gian qua thì nghĩ rằng là có rất là nhiều những cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt là có áp dụng cái công nghệ hiện đại vào trong cái lĩnh vực là lĩnh vực của thuế, ví dụ như là khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Và doanh nghiệp mình thì khi mà nộp bất cứ một cái hồ sơ gì đó thì mình có thể là theo dõi được cái quá trình xử lý hồ sơ đó ở trên bất cứ ở bất cứ nơi đâu. Mình không phải đến trực tiếp cơ quan thuế để mình nộp những cái thủ tục đó. Cùng với đó, ngành thuế cũng phối hợp với các cơ quan khác trong công tác trao đổi xử lý thông tin, giúp cải cách thủ tục hành chính mang lại lợi ích cho người nộp thuế như phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, giúp hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng. Phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai, giúp giảm thời gian đi lại và thời gian giải quyết hồ sơ của người có quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giúp cán bộ thuế xử lý thông tin ngày càng tốt hơn, tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh công tác hậu kiểm. Từ đó, thời gian giải quyết hồ sơ sẽ được nhanh chóng hơn như hỗ trợ phân loại hồ sơ hoàn thuế, kiểm soát hoàn, phân tích rủi ro. Chúng tôi tập trung vào việc nhất là xây dựng cái hệ thống cơ sở, làm sao đó sẵn sàng cho việc là triển khai ứng dụng để thực hiện cái nhiệm vụ quản lý thuế. Chúng tôi đã triển khai cái hệ thống quản lý thuế tập trung từ năm 2014, kết thúc năm 2015, đã triển khai cuộc ứng dụng chung của thông. Và nhờ có cái hệ thống đó thì nó là cái cơ sở, cái nền tảng để triển khai các dịch vụ thuế điện tử. Trên cơ sở đó thì chúng tôi triển khai các dịch vụ về đăng ký, kê khai, hoàn thuế, nộp thuế điện tử cho tất cả các doanh nghiệp. Cũng như là mới đây, trong khoảng 2 năm gần đây, cũng đã bước đầu triển khai các dịch vụ thuế điện tử đối với cá nhân, như là cá nhân cho thuê nhà, hay là nộp thuế điện tử, hay là việc lệ phí trước bạ, ô tô, xe máy. Rõ ràng là kết quả của giải pháp điện tử về khai và nộp thuế điện tử đã tạo sự cách biệt về chi phí tuân thủ của thủ tục thuế với các nhóm thủ tục khác và chứng minh rằng xu thế điện tử hóa, việc thực hiện thủ tục hành chính là tất yếu và càng khẳng định rằng định hướng của chính phủ thể hiện rõ ở Nghị quyết 36A năm 2015 về chính phủ điện tử và Chỉ thị số 16 năm 2017 và Nghị quyết số 01 của chính phủ là hoàn toàn đúng đắn, thực sự đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế. Việc cải cách hành chính không bao giờ không gặp khó khăn, đặc biệt trong thời gian tới, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đang xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, phát triển thương mại điện tử, dữ liệu lớn.
hiện đang làm thay đổi mô hình kinh doanh, phương thức hoạt động trên mọi lĩnh vực, từ đó yêu cầu ngành thuế cần phải có những cải cách phù hợp để đáp ứng sự thay đổi này. Các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam đều hiểu nghĩa vụ phải nộp thuế khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hay bất kỳ nước nào trên thế giới. Tuy nhiên, điều mà các doanh nghiệp quan tâm là một chính sách thuế phải thực sự thu hút và minh bạch. Các thủ tục hải quan thì phải thuận lợi và thông thoáng. Vậy Việt Nam cần làm gì để có thể hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa các thủ tục thuế và hải quan hướng tới tạo thuận lợi thương mại? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Adam Sikov, giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ AmCham tại Hà Nội xung quanh chủ đề về cải thiện thủ tục thuế hải quan ở Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều bước chuyển biến trong các thủ tục về thuế và hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ông đánh giá như thế nào về những cải thiện này, đặc biệt là sự minh bạch trong hải quan và các thủ tục thuế? Có thể thấy rằng các thủ tục thuế và hải quan ở Việt Nam thời gian qua đã có những cải thiện khá tốt. Họ đã áp dụng nhiều hơn việc thực hiện thủ tục bằng hình thức điện tử. Hình thức này nhanh hơn rất nhiều, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng lại có một thực tế trong hiệp hội của chúng tôi là có doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam là một doanh nghiệp khá nổi tiếng, gặp phải tình trạng thanh kiểm tra và hậu kiểm không cần thiết. Mà thực sự thì họ lại là doanh nghiệp không có nhiều rủi ro. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao? Tại sao họ lại cần phải làm những việc như vậy? Tại sao lại làm cho các thủ tục hải quan và hậu kiểm trở thành những gánh nặng cho các doanh nghiệp? Cần phải hiểu rằng thời gian chính là tiền bạc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam cần phải nắm giữ được thông tin và kiểm soát được hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam để đảm bảo họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và được đối xử bình đẳng. Chúng tôi, những doanh nghiệp Hoa Kỳ, không chỉ hiểu rõ vấn đề này, mà hơn thế, chúng tôi ủng hộ. Nhưng điều mà chúng tôi cần ở đây là những chính sách phải thực sự phù hợp. Chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi trong thương mại của Việt Nam, thấy được sự tăng trưởng của Việt Nam. Điều đó chứng tỏ Việt Nam đã có được những chính sách thu hút đầu tư khá hiệu quả so với rất nhiều nước khác trên thế giới. Chúng tôi ủng hộ điều này. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam có gặp những khó khăn và rào cản gì trong các thủ tục về thuế hay không, thưa ông? Ồ, thật sự là có khá nhiều khó khăn đấy. Bạn biết không, với hầu hết các doanh nghiệp thuộc AmCham tại Việt Nam, thì không có doanh nghiệp nào không kêu khó khăn với các thủ tục về thuế. Tôi có một vài điều cần bàn về vấn đề này. Thứ nhất là các doanh nghiệp Hoa Kỳ hiểu và hoàn toàn ủng hộ nhu cầu và quyền của Việt Nam trong việc thu thuế, trường học để cho trẻ em học, bệnh viện dành cho mọi người đến khám chữa bệnh, đường xá để mọi người được đi, sân bay để mọi người bay, và trong đó có chính sách các nhà đầu tư nước ngoài bay đến. Tất cả những điều này có được là nhờ vào nguồn thu ngân sách của nhà nước, mà phần lớn trong đó đến từ tiền thu thuế. Bạn sẽ thấy không có một quốc gia nào mà không thu thuế. Chúng tôi hiểu điều đó và hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi cần đó là một chính sách thuế ổn định. Mọi người cần phải hiểu rằng, một chính sách về thuế mới ra đời ở thời điểm hiện tại thì không thể thay đổi những gì đã diễn ra cách đây 2 đến 3 năm. Thứ hai là, mọi thành phần kinh tế cần phải được đối xử với nhau một cách bình đẳng và công bằng. Bạn không thể nào chỉ tiếp cận với một nhóm doanh nghiệp rồi nói rằng hãy thanh kiểm tra họ, rồi bảo họ phải nộp thuế, vì bạn biết là họ e ngại và sẽ nộp tiền. Và tất cả những doanh nghiệp hoạt động bình thường khác cũng sẽ không làm như vậy. Sẽ có rất nhiều khán giả đang xem chương trình của VITV biết rằng Việt Nam có một tỷ lệ nhất định cho trần nợ công. Và chính phủ thì đang rất gần với mức trần này. Do đó, chính phủ đang cần một nguồn tiền rất lớn. Bởi nếu chỉ tính riêng khoản tiền hỗ trợ cho năng lượng của Việt Nam trong những năm gần đây, đã là một khoản tiền khổng lồ. Gia đình bạn, gia đình tôi và tất cả mọi người khác đều đang dùng điện ngày càng nhiều hơn rất nhiều so với từ 5 đến 10 năm trước. Mức tiêu thụ điện tăng, chính phủ phải tìm cách có nguồn cung điện và cần phải có tiền để làm được điều này. Chúng tôi vẫn nói với Bộ Tài chính và các sở ngành địa phương có liên quan rằng cần phải thu thuế và thu từ tất cả mọi người, nhưng cần phải thực hiện công việc đó một cách công bằng. Vậy Việt Nam cần làm gì để có thể hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa các thủ tục thuế và hải quan? Trước hết là cần tối đa hóa việc thực hiện các thủ tục bằng phương thức điện tử và trực tuyến. Điều này sẽ giảm rất nhiều rủi ro về phát sinh chi phí không chính thức như thực hiện cơ học bằng yếu tố con người. Ví dụ, nếu như người thực hiện thủ tục thì sẽ có trường hợp với doanh nghiệp này thì 200.000 đồng, nhưng với doanh nghiệp khác thì lại là 2 triệu đồng. Và nếu thực hiện thủ tục bằng điện tử thì sẽ không có những trường hợp như trên. Mọi thứ dần dần cần phải được chuyên nghiệp hóa và tiêu chuẩn hóa. Thực tế là Việt Nam không cần phải sáng tạo ra những quy định và thủ tục của riêng mình, bởi thông lệ quốc tế đã có rất nhiều quy định mà các bạn có thể áp dụng được tốt và dễ dàng. Ví dụ, có những doanh nghiệp về điện tử, máy tính, linh kiện, họ có hàng hóa cập cảng rất nhiều. Nhưng mỗi lần cập cảng như vậy, họ lại không bị tính thuế nhập khẩu. Tình trạng này là có thật,
bởi có những doanh nghiệp họ nhập khẩu một kiểu nhưng lại khai báo một kiểu để trốn thuế. Vậy nên các cơ quan chức năng của Việt Nam rất cần phải kiểm tra để tránh những trường hợp gian lận như vậy, nhưng cũng lại cần phải hiểu và phân loại những nhà nhập khẩu có nguy cơ cao và những người có nguy cơ thấp, để rồi từ đó có những chính sách thuận lợi và phù hợp. Bởi hàng ngày có biết bao nhiêu container hàng hóa cập cảng Hải Phòng hay Sài Gòn, và việc họ phải lưu lại cảng bao lâu để kiểm tra thì đồng nghĩa mất thêm bấy nhiêu chi phí. Và ai sẽ là người chi trả cho các khoản phí đó, tôi hay là bạn? Chắc chắn là tôi sẽ không trả cho những điều đó. Do vậy, các doanh nghiệp cần là những chính sách thực sự phù hợp và tương ứng với chuỗi cung ứng. Một lần nữa, rất cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.